Chúa đặc biệt gia đình giáo xứ tỉnh Mỹ rất thân mến, tất cả cộng đoàn của chúng ta ở đây, kể cả các anh chị em khách xa gần cùng với các anh chị em tôn giáo ban và anh chị em đại diện chính quyền địa phương hiện diện ở đây để chung vui với giáo xứ tỉnh Mỹ trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Và đồng thời đây cũng là một cuộc thăm viếng mục vụ theo giáo luật của đấng bản quyền giáo phận. Và chính vì thế, khởi đầu cho cuộc thăm viếng này, Hội đồng mục vụ giáo xứ đã tường trình sinh hoạt của giáo xứ hiện tại. Và đồng thời cũng đã được gợi ý để sống sinh hoạt tôn giáo trong hoàn cảnh hiện tại. Nhờ đó, giáo xứ tỉnh Mỹ thi hành sứ vụ của mình tại địa phương này, và đó chính là sống đào sâu đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin và loan truyền đức tin. Và đồng thời cũng ý thức được rằng đối tượng mà giáo xứ tỉnh Mỹ nhắm tới vừa là những anh chị em đến với nhà thờ đang sinh hoạt tôn giáo trong niềm tin, mà còn cả những anh chị em khô khan nguội lạnh trễ nải, trong đó có trên 100 gia đình đang rối, và đồng thời cũng có trách nhiệm để loan báo tin mừng cho anh em chị em chưa biết Chúa. Và nhất là trong cuộc đối diện với tình trạng di dân mà 350 gia đình công giáo của giáo xứ tỉnh Mỹ đã tới 170 gia đình di dân để làm ăn sinh sống nơi khác. Để đối diện với tình trạng này, vẫn có thể chuẩn bị sống niềm tin và đồng thời cũng có trách nhiệm để loan báo niềm tin trong tình trạng di dân. Và bây giờ chúng ta đang cử hành thánh lễ. Thánh lễ kính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng của giáo xứ tỉnh Mỹ, và cũng là bổn mạng của các giáo xứ truyền giáo trên toàn thế giới này. Và đồng thời chúng ta cũng đang ở trong tháng 10, tháng Mân Côi, chúng ta ý thức được cách sống của giáo xứ tỉnh Mỹ, nhờ đó vừa là thi hành sứ vụ Chúa trao mà đồng thời cũng hoàn thành định mệnh của chính mình là một Kitô hữu đang sống tại giáo xứ định Mỹ này, hay chuẩn bị để rời xa giáo xứ tỉnh Mỹ sinh sống ở những nơi khác. Chúng ta dùng lời Chúa với gương mẫu của Thánh Teresa Hài Đồng về con đường thơ bé cho cuộc sống đức tin của chúng ta tại địa phương này. Rõ ràng Chúa Giêsu đã dùng em bé trở thành gương mẫu cho những ai muốn vào nước Thiên Chúa. Ai không trở nên giống như trẻ thơ thì sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và khởi đầu thánh lễ này, chúng ta đã được nghe tường trình về lịch sử hơn 100 năm, thậm chí tới 200 năm, với sự hiện diện của những bước chân đầu tiên các nhà truyền giáo thừa sai đến với vùng đất này. Và chúng ta cũng được cho biết ngôi thánh đường mà chúng ta đang hiện diện trong đây là ngôi thánh đường thứ 5 của giáo xứ tỉnh Mỹ. Và chính trong lịch sử này, chúng ta nhận thấy hình phát họa nên hình ảnh của một cộng đoàn nhỏ bé sống giữa vùng sông nước miền đồng bằng sông Cửu Long, với cảnh nghèo, với nhiều thiệt thòi trong đó, để sống trọn niềm tin của mình và thi hành sứ vụ đức tin của mình tại đây. Chúng ta nhận thấy một cộng đoàn nhỏ bé, một cộng đoàn nghèo, một cộng đoàn đang sống với anh em, chị em của mình trên vùng đất nghèo này. Và chính từ đó mà nó lại trở thành một sự phù hợp với tinh thần thơ ấu thiêng liêng của Thánh Teresa, bổn mạng của giáo xứ chúng ta đây. Rõ ràng là chúng ta đang sống trong bầu khí của một cộng đoàn nhỏ, 1.000 giáo dân, trong cộng đoàn dân cư trên 10.000 dân chúng. Đây là một cộng đoàn nhỏ.
Và rồi trong lịch sử gần như 200 năm hiện diện trên phần đất này, với tất cả những sự thăng trầm của lịch sử, trong đó có cả chiến tranh, trong đó có cả loạn lạc, trong đó có cả việc nhà thờ bị phá đổ, giáo sứ Đình Mỹ đang sống nhỏ bé trong cộng đoàn dân cư tại đây. Và chính vì thế, chúng ta có thể ý thức được rằng sứ điệp mà Chúa gửi đến cho giáo sứ Đình Mỹ ngày hôm nay trên con đường hướng về tương lai vẫn là con đường bé nhỏ thiêng liêng của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Con đường bé nhỏ thiêng liêng của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu chính là con đường của Chúa Giêsu bé nhỏ, của Chúa Giêsu ngôi hay xuống đến là người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Đó là con đường của Đức Kitô đã được sống bởi Thánh Teresa và đang muốn được thực hiện nơi gia đình giáo xứ Định Mỹ này. Trên đường đi từ tòa giám mục đến để cử hành thánh lễ mừng 100 năm thành lập giáo xứ Định Mỹ, tôi lần chuỗi mân côi năm sự vui để cầu nguyện cho giáo xứ Định Mỹ, đặc biệt là trong tháng mân côi này. Và tôi nhận ra được rằng chính con đường bé nhỏ của Chúa Giêsu đã là gương mẫu cho con đường bé nhỏ của Thánh Teresa, và cũng phải là con đường bé nhỏ của giáo xứ Định Mỹ và của tất cả chúng ta nữa. Thứ nhất, Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà Trị Thai, Thiên Chúa trở nên bé nhỏ như một giọt máu trong lòng của một người phụ nữ, trở thành bào thai bé nhỏ. Thứ hai, Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel, những người nghèo gặp gỡ những người nghèo, bào thai trong lòng Đức Mẹ gặp gỡ bào thai trong lòng bà Isabel, nghèo gặp gỡ nghèo, con đường bé nhỏ của ngôi hai xuống thế là người. Thứ ba, Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, chỉ là một hài nhi nhỏ bé sinh ra đang rất cần một giọt sữa của Thầy, rất cần sự bảo bọc của cha. Và những người bạn đầu tiên của ngôi hai xuống thế là người, là những người nghèo, các mục đồng đêm khuya tới thờ lạy Chúa. Nhóm thứ tư, Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh như một gia đình nghèo đến dâng con cho Thiên Chúa với đôi chim gáy để gặp gỡ hai người nghèo, ông Simon và bà Anna, trong bầu khí của một tôn giáo do Thái giáo. Và thứ năm, Đức Bà tìm gặp Đức Chúa Giêsu trong đền thánh để trở về Nazareth sống nghèo tại một vùng quê nghèo, và Chúa Giêsu sống trọn vẹn cảnh nghèo 30 năm cùng với cha mẹ mình. Đây là con đường thơ ấu thiêng liêng của chính ngôi hai xuống thế là người, và được hòa lại trong cuộc đời của Thánh Nữ Teresa, nghèo, nhỏ bé. Thánh Teresa là con út trong một gia đình nhỏ bé. Thánh Teresa vào trong chồng kín 15 tuổi, nhỏ bé nhất, phải chuẩn trước 1 tuổi trước khi theo luật được vào trong chồng kín. Thánh Teresa chết trẻ 24 tuổi đã trở về với Chúa. Và cuộc đời của Thánh Teresa trong dòng kín là nhỏ bé, chấp nhận hy sinh nhỏ, từ quét nhà cho đến rửa chén cho đến giặt đồ, rất nhỏ bé nhưng lại biểu lộ tình yêu cao cả nhất dành cho Thiên Chúa và dành cho các linh hồn, nhất là dành cho công cuộc loan báo tin mừng. Thánh Teresa cũng sống con đường thơ ấu thiêng liêng như Chúa Giêsu đã sống con đường thơ ấu thiêng liêng, và đó cũng chính là con đường mà giáo xứ Định Mỹ đang được mời gọi bước vào. Hình ảnh của em bé như Chúa Giêsu sinh ra tại hang đá Bệt Lehem, Ngài không có gì để cho, Ngài có sự hiện diện. Chính sự hiện diện của một hài nhi Giêsu lại trở thành biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa đang hiện diện trong lịch sử của nhân loại giữa loài người. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
như một em bé trong gia đình của Vương bản chị em chẳng có gì để cho, nhưng đã cho người này trở thành một người cha, người này trở thành người mẹ cho tất cả. Con đường thơ ấu của Chúa Giêsu là đón nhận tất cả để trao tặng tất cả, và đó chính là con đường mà Chúa Giêsu đã thực hiện trong cuộc đời của mình, mà chúng ta chiêm ngắm mỗi lần chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể vào mùa Giáng sinh. Chúa đã đón nhận tất cả, từ một giọt sữa, từ một sự bảo vệ của một người mẹ cha, từ một hơi ấm của một con bò. Chúa đón nhận tất cả bởi Chúa cần tất cả cái đó. Nhưng rồi Chúa lại trao tặng tất cả, kể cả bản tính Thiên Chúa của Ngài. Điều đó vẫn được tiếp tục trong thánh lễ chúng ta đang làm đây. Có gì đâu, chỉ là một tấm bánh, chỉ là một vài giọt rượu nhỏ bé thôi, nhưng Chúa lại trao tặng chính bản tính Thiên Chúa là mình và máu Thánh Chúa cho chúng ta. Đó cũng chính là con đường mà giáo xứ tình lý đang được mời gọi bước vào, nhỏ bé như một người đang cần. Anh em, chị em, các tôn giáo và chính quyền cũng như dân cư địa phương chấp nhận cho hiện diện ở đây, nhỏ bé như là cần sự chấp thuận để cùng chung sống với anh em chị em trên mảnh đất này, nhỏ bé như là ước mong được góp phần với dân cư tại địa phương để xây dựng xã hội mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn, nhỏ bé rất cần vào những ngày Chủ nhật được quy tụ tới nhà thờ này để tôn thờ Thiên Chúa trong niềm tin của mình, mà vẫn tôn trọng niềm tin của các anh em chị em các tôn giáo bạn, đặc biệt là anh em chị em Phật giáo như anh chị em Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài đã chiếm một số đông trên mảnh đất này. Nhỏ bé thôi, nhưng lại đón nhận tất cả và cũng sẵn sàng trao tặng tất cả. Với những ý tưởng này, chúng ta cầu chúc cho giáo xứ Định Mỹ đón nhận tất cả để cũng sẵn sàng trao tặng tất cả như bổ mạng Thánh Teresa và Giêsu, như Chúa Giêsu nhập thể trong mầu nhiệm Giáng sinh. Những lời cầu chúc đó trở thành những lời cầu nguyện và trở thành buổi lễ chúng ta dâng lên trước Thiên Chúa. Chính giáo xứ Định Mỹ này với trên 200 năm hiện diện ở đây, với ngôi thánh đường đầu tiên được xây dựng 100 năm, xin Chúa đón nhận nhỏ bé như bánh như rượu, nhưng xin Chúa trao tặng cho chúng con chính mình máu Thánh Ngài.